Thề luôn, cơm gà dễ thế này mà không nấu được nữa thì trẻ con nó cười cho. Đấy là người ta nói thế thôi chứ không phải tôi nói đâu. Đùa các bác một chút cho đời nó tươi. Chứ hôm nay vào bếp nấu cơm gà cùng tôi nha. Các bác ra chợ mua cho tôi con gà già, nhất là gà mái đẻ vài lứa, thịt dai da giòn ăn cho nó ngon. Tôi thì chả có kinh nghiệm chọn gà đẻ đâu, cứ ra chợ bảo người ta bắt cho con gà mái đẻ già thôi. Hôm nào mà nhân phẩm tốt thì mua đến người bán thật thà người ta chọn cho con gà mái già. Chứ đúng hôm nhân phẩm không tốt, gặp vài người bán con gà non người ta cũng bảo gà già thì tụi cũng chả biết làm thế nào được. Nên là trước khi đi chợ, hôm nào tụi cũng phải niệm thần chú mới bước chân ra khỏi cửa đấy. Gà mua về tắm táp sạch sẽ rồi, các bác cho vào nồi cùng với một chút nghệ, nhánh gừng, củ hành để luộc lên. Luộc gà làm sao cho nó vừa chín tới mà da vẫn không bị nứt mới là xịn nha. Tôi đun cho nước luộc gà sôi lên thì vặn nhỏ lửa lại, đun tầm 10 phút thì tắt bếp, ngâm thêm khoảng 20 phút nữa thì gà bao chín mà da gà vẫn nguyên xi nhá. Gà chín rồi các bác vớt ra để nguội, quay qua làm đồ chua ăn kèm. Đồ chua của tôi thì có cà rốt, hành tím. Cà rốt mình cắt quân cờ ra cho nó đẹp, hành tím bổ thành 8 miếng là vừa ăn. Hành tím bình thường thì hăng với cay thế thôi, chứ ngâm chua cái là ngon ngay. Chỉ có điều là ăn hơi mùi nha, nên là bác nào chuẩn bị đi chơi với ghệ thì né em nó ra. Ngoài hành tím, cà rốt thì thêm mấy quả ớt nữa cho nó lê tê phê. Nước ngâm chua này, các bác dùng khoảng 200ml nước lọc, 200ml giấm ăn, thêm 2 thìa đường, nửa thìa muối. Khuấy cho nó tan ra rồi các bác cho ớt, cà rốt, hành tím vào ngâm khoảng 2 tiếng là ăn ngon rồi. Món ngâm chua này tôi thấy ăn rất là ổn nha. Ăn với cơm hay là bún gì cũng ngon hết sảy luôn. Siêu ngon mà làm lại còn nhanh nữa. Có bác nào kiểu người tiền cổ như tôi thích ăn cơm nấu nồi không? Bình thường thì vẫn nấu cơm bằng nồi cơm điện đấy, nhưng mà hôm nào hâm hâm lên là lại dở dói ra, lôi nồi ra nấu đây chứ đừng đùa. Chồng tôi mà thấy tôi nấu cơm là lâu lâu hết hồn liên tục à. Cơm gà mình sẽ nấu cùng nước luộc gà, các bác gạn bỏ phần nghệ gừng hành đi nhá. Nói về cái phần nấu cơm nồi này, lâu lâu tôi mới nấu nhưng mà cũng tâm linh lắm. Hôm nào mà tổ độ thì nấu ngon, mà hôm nào tổ đi vắng là y như rằng cơm nhão ngay được. Tôi thì tuy xấu nhưng được cái hơi vụng, nên thỉnh thoảng vẫn có những pha nấu ăn đi vào lòng đất đấy. Các bác thấy tôi trên hình thế này thôi chứ đầy pha nấu xong hết hồn luôn ý. Có một cái thực tế tôi phải thú nhận với các bác, đấy là nhiều món tôi còn chưa được ăn đâu, nhưng mà nhìn thấy ngon là tôi quất luôn. Tìm 7749 công thức trên mạng rồi về nấu theo khẩu vị của mình, quay lên cho các bác xem. Bác nào mà ưng thì có thể nấu theo, còn bác nào mà không ưng thì xem cho nó vui thôi. Video tụi đẹp đúng không? Mấy chuối các bác thái mỏng ngâm với chanh và muối, hành tây cũng thái thật mỏng ra rồi ngâm với nước đá cho nó hết hăng. Bác nào mà không thích hành tây thì có thể bỏ qua luôn. Hôm nay tôi ra chợ thấy có hành tây tím, tôi mua về làm nhìn cho nó đẹp á. Các bác cứ tiện loại nào thì dùng loại đó nhá. Ngoài ra thì các bác thái cho tôi một ít rau răm, mình thái khúc khoảng 2cm là được. Thịt gà thì phải có lá chanh nó mới ngon được. Lá chanh các bác chọn loại là bánh tẻ, không già không non, rửa sạch rồi thái chỉ ra. Ngoài ra thì thêm một ít ớt sừng thái chỉ nữa, khoảng 2 quả thôi là được, không cần nhiều đâu. Bác nào mà thích ăn cay có thể thêm một quả ớt cay nữa. Xong hết đồ ăn kèm rồi, giờ tôi làm đến gà đây. Gà nguội rồi rất là dễ làm luôn. Phần nước gà tôi thái ra để làm nộm, các bác có thể thái hoặc là xé thì tùy, không quan trọng đâu. Phần nộm này thì đơn giản thôi, các bác cứ cho hết đồ ăn kèm như rau răm, lá chanh, lá ớt, mi chuối và hành tây vào, trộn đều lên. Về phần gia vị tôi chỉ dùng chanh và muối tiêu thôi, không thêm đường đâu. Tùy vào khẩu vị của mỗi người, các bác có thể thêm một chút đường cũng được. Hôm nay tổ đi chơi xa chưa về, cơm hơi bị nhão rồi đây này. Giờ tôi bày ra đi ăn cho nó giống ngoài quán này. Nộm gà chua mặn vừa phải, đồ chua vừa ngấm, giòn ngon, ăn cùng nộm gà thì xuất sắc luôn các bác ơi.